Thôi tao đang nỉ rồi mà không cắt mà. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị lo ha. Đang nỉ rồi không chịu mà trừ cắt mà đâu. Lắm đây. Không có khách thì rằng ra mình vẫn tập trung làm cái khác kìa. À, cái đợt trước là chắc là do chị ấy là phải chị làm được trước không? Không, em á chị. À, Nago đúng không? Chị tưởng mua là cho bao cái tiêu khuẩn. Này ai gọi? Mặt đỡ rồi đúng không? Điện thoại em là em dùng bay mobile hay chị chứ hả? Mạng á, dùng mạng mobile à? Dạ. Em đăng ký chính chủ chưa? Mm-hmm.